Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thông tin kết quả doanh số của VinFast vừa được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX. Theo quy định công bố thông tin đối với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh VinFast cho biết mức lỗ sau thuế hơn 5.700 tỷ đồng trong năm 2019. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 là 19.459 tỷ đồng. Vào giữa năm 2019, VinFast đưa nhà máy sản xuất ô tô vào vận hành. Thời điểm cuối năm, ghi nhận hơn 17.000 đơn đặt hàng ô tô, gần 50.000 đơn đặt hàng xe máy điện. Ban lãnh đạo của VinFast cũng cho biết, khoảng thời gian đầu, VinFast đã phải chịu lỗ hơn 300 triệu đồng đối với chiếc Lux A2.0, 168 triệu đồng đối với chiếc Lux SA2.0 và 107 triệu đồng đối với chiếc VinFast Fadin. Đây cũng là điều dễ hiểu đối với doanh nghiệp Việt Nam quyết tâm vươn ra biển lớn, quyết tâm ghi dấu ấn trên bản đồ ngành công nghiệp ô tô toàn cầu với khoản đầu tư dự kiến lên đến 3,5 tỷ USD. Trong năm 2020, dự kiến tổng chi phí khấu hao và lãi vay sẽ lên tới hơn 11.000 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, mức đầu tư lũy kế vào dự án VinFast theo kế hoạch khoảng 97.400 tỷ đồng. Hoạt động huy động vốn qua kênh trái phiếu của VinFast diễn ra khá sôi động từ đầu năm cho đến thời điểm diễn ra dịch Covid-19. Trước đó, VinFast tiết lộ kế hoạch kinh doanh với nhiều điểm đáng chú ý. Tờ Motoring cho biết, nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã thuê hàng trăm nhân viên từ General Motors Úc sắp giải thể, lập trung tâm kỹ thuật tại Melbourne. Nhằm phát triển các mẫu xe mới, công ty cũng quy định cho ra mắt bảng thương mại của Lux V8 và các dòng ô tô điện. Hệ thống sửa dịch vụ sửa chữa dự kiến đạt 120 điểm trên toàn quốc nhằm phục vụ khách hàng. Chia sẻ với Bloomberg, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết, VinFast còn đặt mục tiêu xuất khẩu ô tô sang thị trường Mỹ, thị trường lớn và cạnh tranh nhất trên thế giới. Còn quý vị và các bạn thấy sao về những mẫu ô tô, những mẫu xe của nhà VinFast? Hãy để lại những comment của mình ngay phía dưới video và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Eli để chúng ta cùng nhau trao đổi thảo luận nhiều hơn về những thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, nếu các bạn đã xem được điều gì đó có ích hôm nay thì hãy cho chúng tôi một lượt thích và hãy chia sẻ video nhé. Bên trái hoặc bên phải màn hình là một số video mà tôi nghĩ các bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp chuột vào và ủng hộ Auto Daily nhé.